Đó là phi thông tấn, và mỗi một cái thể loại nó có những cái đòi hỏi khác nhau. Ví dụ đã nói đến thông tấn thì bạn phải cực kỳ khách quan, phải cực kỳ khách quan, và ngôn ngữ trong tác phẩm thông tấn ấy là một ngôn ngữ sự kiện thuần túy, sự kiện con số và ngôn ngữ đơn nghĩa. Bạn tránh tuyệt đối việc dùng một chữ một từ mà gợi ra nhiều cách hiểu khác nhau trong nhóm những tác phẩm thông tấn, tuyệt đối tránh. Và trình bày văn phong tác phẩm thông tấn là cực kỳ rõ ràng, rành mạch số liệu con số rất là chính xác. Cái đó là đặc điểm của tác phẩm thông tấn, các bạn hiểu cái mẫu chung như vậy. Như vậy là có nhóm tác phẩm thông tấn và phi thông tấn, tôi chia đấy cho bạn đơn giản dễ hiểu. Bây giờ tôi nói cụ thể này, trong tác phẩm thông tấn tôi sẽ nói rất rõ với các bạn về hai thể loại mà thiết thực với các bạn nhất. Đầu tiên là tin, và thứ hai là bài phản ánh, hay gọi là bài báo. Tin là cái gì ạ các bạn? Tin là cái gì? Tin là cái gì? Anh tin là tin tức. Thưa anh, là tin là một dạng tin là những sự kiện xảy ra mà mình ghi lại những sự kiện đấy. Nhưng mà tin là tin tức những cái gì đang xảy ra. Tin là sự kiện. Sự kiện là cái gì? Những việc là cái gì? À, chúng ta phải rất là rõ rành mạch và khái niệm. Chúng ta làm báo mà tư duy phải rất rành mạch. Tin là cái gì thì bạn bảo tin là sự kiện, tôi hỏi sự kiện là cái gì thì bạn bảo sự kiện là sự việc. Sự kiện, thế sự kiện với vấn đề khác nhau thế nào, bạn gái có hiểu không? Bạn gái có hiểu không? Sự kiện và vấn đề khác nhau như thế nào? Chúng ta phải rất rành mạch về mặt khái niệm. Chúng ta làm nghề làm cái gì, tôi quan niệm rất là quan trọng mặt khái niệm. Phải rành mạch, phải hiểu đúng, hiểu chúng thì làm mới đúng được. Sự kiện là gì? Sự kiện là những biến cố xảy ra trong đời sống. Đấy là sự kiện. Thế còn sự kiện báo chí là gì? Sự kiện báo chí là những biến cố trong đời sống mang tính báo chí. Thì đấy người ta gọi là sự kiện báo chí. Vấn đề là gì? Vấn đề là một chùm các sự kiện có cùng bản chất. Thì đấy là vấn đề. Đấy là vấn đề rất là rành mạch nhé. Rồi, vậy thì tin là cái gì? Trở lại, tin đó là cái gì ạ? Người phương Tây định nghĩa thế này này. Tin là người cắn chó. Thế còn phi tin tức là chó cắn người. Nếu như mà bạn đi đường mà thấy có một con chó nó cắn người thì đấy không phải là tin. Nhưng mà người mà cắn chó thì đấy là tin. Các bạn hiểu ý về phương Tây nó nói gì không? Nó phải mới. Tiếng Anh tin là news mà.